Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế kỷ 22. Trạm không gian ISS của Mỹ là một phát minh đột phá trong công nghệ kỹ thuật để tạo ra được một môi trường sống ngoài không gian cho các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, trước khi đã đạt được những thành tựu như vậy, thì Mỹ cũng đã phải trải qua rất nhiều lần thất bại, gây ra những thảm họa kinh hoàng trong lịch sử phát triển của công nghệ kỹ thuật trên thế giới, và hậu quả của nó gây ra cho tới tận bây giờ vẫn còn. Sự kiện này diễn ra như thế nào và hậu quả của nó để lại đáng sợ ra sao? Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay nhé. Top 7 những thảm họa kỹ thuật kinh hoàng. Thảm họa Skylab ở Úc. Skylab là trạm không gian đầu tiên của Hoa Kỳ được phóng vào không gian vào năm 1973. Nó đã thu thập được lượng dữ liệu khổng lồ gồm 175.000 hình ảnh mặt trời, các thông tin hữu ích và tác động sinh học của việc con người sống trong không gian trong một khoảng thời gian dài. Ban đầu, Skylab đã gặp một số trục trặc. Tuy nhiên, NASA nghĩ là họ còn nhiều thời gian, và họ đã sai. Tình trạng xuống cấp quá nhanh của Skylab khiến nhanh chóng bị trái đất hút xuống. Thông tin về một trạm vũ trụ sắp rơi xuống trái đất đã trở thành một cơn sốt. Các trang báo ngập tràn những thông tin được cường điệu hóa về vụ rơi này. Cuối cùng, Skylab đã nổ tung trên vùng biển tại Ấn Độ Dương, hướng về phía Tây Australia vào đêm 11 tháng 7. Nó tạo nên một tiếng nổ lớn, bắn lên những vệt lửa trên bầu trời. Những mảnh vụn của Skylab vương vãi khắp các cánh đồng và thị trấn nhỏ. Lý do của thảm họa này xảy ra được cho là vì hoạt động của mặt trời mạnh lên đột ngột lúc bấy giờ, khiến bầu khí quyển trái đất giãn ra và trạm vũ trụ phải đối mặt với lực hút ngày càng lớn từ trái đất, hút ngược nó trở về, và đó là cách mà thảm họa đã xảy ra. Vụ sập cầu đi bộ của khách sạn Hyatt Regency. Thảm họa diễn ra tại khách sạn Hyatt Regency, thành phố Kansas ở bang Missouri vào ngày 17 tháng 7 năm 1981, khi hai lối đi bộ ngay tại sảnh khách sạn bị sập. Vào thời điểm đó, khách sạn đã tổ chức tiệc trà và hơn 1.600 người tập trung tại sảnh. Vụ sập cầu đã khiến 114 người chết và hơn 216 người bị thương. Thiệt hại kéo theo lên đến khoảng vài triệu đô. Sau khi kiểm tra, người ta phát hiện rằng các nhà xây dựng đã tìm thấy một lỗ hổng thiết kế trong quá trình xây dựng khách sạn. Thế là họ quyết định sửa lại, làm hai lối đi của tầng 2 và tầng 4 liền nhau, gây ra tải trọng gấp đôi trên mái của chiến trời. Ngoài ra, vì thiết kế thanh dằn đã bị mắc một lỗi nghiêm trọng, cuối cùng là gây ra vụ sập cầu này. Thảm kịch khí đốt Purple ở Ấn Độ. Năm 1969, công ty Union Carbide đã xây dựng nhà máy thuốc trừ sâu làm từ hóa chất methyl isocyanate trong một khu đất rộng 30 hecta xung quanh những khu ổ chuột nghèo nàn chật ních người sống tại Ấn Độ. Ban đầu, methyl isocyanate được lấy từ Mỹ. Tuy nhiên, kể từ cuối thập niên 70, công ty này đã bắt đầu tự chế lấy hóa chất này tại nhà máy Purple của mình nhằm giảm chi phí sản xuất. Đêm ngày mùng 2 sáng ngày mùng 3 tháng 12 năm 1984, thảm kịch ở nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu Union Carbide đã xảy ra, khiến cho gần 600.000 người bị phơi nhiễm khí methyl isocyanate và các hóa chất độc hại khác. Nếu so sánh với quả bom nguyên tử Fatman, tương đương với 21.000 tấn thuốc nổ TNT làm thương vong khoảng 80.000 người Nhật ở thành phố Nagasaki, thì có thể nói Purple đã phải chịu sự tàn phá kinh hoàng của một lượng TNT không dưới 4.000 tấn. Mãi cho đến năm 2006, một bản kê khai của chính phủ mới tiết lộ rằng vụ rò rỉ khí độc đã khiến 558.125 người bị phơi nhiễm, trong đó có 38.478 người bị thương nhẹ và khoảng 3.900 người bị thương nghiêm trọng và có nguy cơ để lại di chứng suốt đời, gây thiệt hại tới hơn 520 triệu đô. Nguyên nhân của thảm kịch được cho là do sự quản lý lỏng lẻo của chính phủ và lãnh đạo địa phương. Đồng thời, chính việc bảo dưỡng và bảo trì đường ống không kỹ lưỡng đã khiến cho nước chảy ngược vào bể chứa methyl isocyanate mà gây nên thảm họa. Thảm họa Purple khiến thế hệ thứ 3 của những người dân sinh sống trong thành phố, sinh ra 34 năm sau sự kiện này, vẫn phải gánh chịu những căn bệnh nặng nề. Thảm họa tàu con thoi Challenger.
Tàu con thoi Challenger của NASA đã phát nổ trong chuyến bay thứ 10 chỉ 73 giây sau khi cất cánh. Thảm họa này xảy ra vào ngày 28 tháng 1 năm 1986 trước sự chứng kiến đầy tự hào và kiêu hãnh từ người thân của phi hành đoàn. Từ hàng nghìn người xem trực tiếp cùng hàng triệu dân Mỹ xem tường thuật qua truyền hình. Thế nhưng phi hành đoàn bao gồm 7 phi hành gia và chuyên gia tải trọng đã không còn trở về nữa. Con tàu đã vỡ tung trên không và đâm xuống Đại Tây Dương gần bờ biển Florida của Mỹ. Hôm con tàu con thoi này thực hiện sứ mệnh của mình, trời lạnh bất thường, nhiệt độ hạ xuống mức đóng băng. Đội kỹ sư hàng không cảnh báo cấp trên về vấn đề kỹ thuật liên quan tới việc phòng đệm cao su chịu nhiệt có thể gặp rắc rối khi nhiệt độ xuống thấp bất thường như vậy. Tuy nhiên, những cảnh báo này đã bị phớt lờ. Lúc con tàu được phóng lên, bộ phận giữ khí trong động cơ của tên lửa đẩy phụ của Challenger không hoạt động, làm cho khí nóng áp suất cao thoát ra ngoài, thổi thẳng vào thùng nhiên liệu hàng triệu lít. Khí nóng xuyên thủng vỏ thùng nhiên liệu, tiếp tục làm nóng hỗn hợp hydro và oxy lỏng. Kết quả là gây nên vụ nổ kinh hoàng của khoảng 2 triệu lít nhiên liệu, biến Challenger thành quả cầu lửa khổng lồ trên không. Sau thảm họa tàu con thoi Challenger, NASA bị cấm không cho triển khai các chương trình đưa người vào không gian gần 3 năm. Thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine. Thảm họa hạt nhân ở Chernobyl xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1986, khi lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraine, Liên Xô bị nổ. Đây là được coi là thảm họa trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân, phát ra lượng phóng xạ lớn gấp 400 lần so với quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima. Khoảng 190 tấn chất phóng xạ đã bay vào khí quyển. Đám mây bụi phóng xạ lan rộng ra nhiều vùng phía Tây Liên Xô, Đông và Tây Âu, Scandinavia, Anh và Đông Hoa Kỳ. Nhiều vùng rộng lớn thuộc Ukraine, Belarus và Nga cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng, phải sơ tán và tái định cư cho hơn 336.000 người. Lý do được cho là vì các kỹ thuật viên tại lò phản ứng Unit 4 đã tiến hành một thí nghiệm mà không biết rằng nó sẽ có thể gây ra điều gì. Họ đã tắt hệ thống điều chỉnh năng lượng của lò phản ứng cùng với hệ thống an toàn khẩn cấp của lò. Nhưng ngày hôm đó, các công nhân lại bỏ quá nhiều thanh điều khiển vào lò khiến nó trở thành chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng. Cuối cùng, vào đêm hôm đó, phản ứng dây chuyền bên trong lò phản ứng hạt nhân đã không thể kiểm soát được và nó gây ra một loạt vụ nổ. Sau sự kiện, có 56 người chết ngay lập tức, 47 công nhân và 9 trẻ em cũng chết vì bị ung thư tuyến giáp. Và ước tính rằng có khoảng 9.000 người trong số gần 6,6 triệu chết vì một loại bệnh ung thư nào đó. Thảm họa còn dẫn đến một công cụ dọn sạch phóng xạ trong khu vực đắt đỏ thứ hai trong lịch sử nhân loại, trị giá lên tới 52 tỷ USD. Vụ tràn dầu Deepwater Horizon ở Mỹ. Ngày 21 tháng 4, giàn khoan dầu Deepwater Horizon bất ngờ phát nổ, trở thành quả cầu lửa khổng lồ, có thể nhìn thấy từ 60 km và sau đó chìm dần. Vụ nổ làm ít nhất 11 công nhân thiệt mạng, gây ra sự cố. Ước tính có tới 5.000 thùng dầu tràn ra biển mỗi ngày, đe dọa hệ sinh thái ở khu vực. Một số báo cáo đã nói rằng vụ tràn dầu này đã giết chết và gây hại cho hơn 102.000 con chim, 6.165 con rùa biển, 25.900 loài động vật có vú. Ngoài ra, tổng thiệt hại về tài sản ước tính lên tới 61,60 tỷ USD. Các cuộc điều tra cho thấy rằng nguyên nhân chính của thảm họa là do một giếng khoan được quy hoạch kém. Giếng không có đủ xi măng, giữa vỏ sản xuất 17cm và vỏ bảo vệ gần 25cm, khiến mọi thứ trở thành thảm họa. Vụ sập trung tâm mua sắm Rana Plaza ở Bangladesh. Rana Plaza là một tòa nhà thương mại nằm ở tầng Sava Upazila của quận Dhaka, thành phố Bangladesh. Nó chứa một ngân hàng, các nhà máy sản xuất quần áo, một số căn hộ và nhiều cửa hàng. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2013, trung tâm mua sắm Rana Plaza đột ngột sụp đổ, chỉ còn lại tầng trệt nguyên vẹn, giết chết hơn 1.134 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Lý do mà tòa nhà này sụp đổ đột ngột như vậy được cho là vì trước đây khu vực này là một cái ao đầy nước,
nền của nó vốn dĩ đã không vững chãi để nâng toàn bộ cấu trúc. Thứ hai là vì nó cao hơn 3 tầng so với giấy phép ban đầu mà nó xin phép thi công. Vật liệu xây dựng lại không đạt tiêu chuẩn mà lại hoàn toàn bị phớt lờ. Cuối cùng chính là sự sơ suất của những người giám sát công trình đã quá tắc trách khi giám sát một công trình lớn như vậy mà lại quá hời hợt. Các bạn cảm thấy thảm họa nào là kinh hoàng nhất? Hãy để lại bình luận ở bên dưới cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông ủng hộ chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.